Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người hai bộ sản phẩm đo nhiệt độ độ ẩm của kênh Smart Home. Đó là bộ nhiệt độ DS18D20, NDS03 và bộ nhiệt độ độ ẩm ND03. Cả hai bộ sản phẩm đều được xây dựng trên một bo mạch, chỉ khác biệt ở vị trí kết nối cảm biến nhiệt độ DS18D20 hoặc cảm biến DHT11. Chúng ta vẫn có các vị trí cấp nguồn 220V hoặc cấp nguồn 5VDC. Các nút nhấn vật lý, 3 relay điều khiển 3 thiết bị. Đầu tiên là bộ đo nhiệt độ DS18D20 NDS03. Mở hộp sản phẩm, bạn sẽ có thẻ thông tin liên hệ nhà cung cấp, tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết. Hãy lưu ý đến mã QR trên tờ giấy này sẽ giúp ích cho bạn kết nối đơn giản hơn. Mình sẽ cấp nguồn ở cổng 220V. Với dây cảm biến DS18B20 cho phép tải đo nhiệt độ từ âm 55 cho đến 125 độ C, có thể kéo thạ vào bể cá thủy sinh để theo dõi. Chỉ cần cấp nguồn, chưa cần kết nối Wi-Fi, bạn đã có thể điều khiển 3 relay có 3 nút nhấn giữa rồi. Hai nút nhấn ngoài cùng mình sẽ nói rõ hơn công dụng ở phần sau. Và đây là cách kết nối với Wi-Fi. Bạn vào app Blink, bấm vị trí quét mã QR, sau đó quét lên hình ảnh ở trên tờ hướng dẫn sử dụng và mọi thiết lập đã được cài xong. Copy mã token lại. Kết nối với Wi-Fi Smart Home được phát ra từ bộ sản phẩm. Truy cập địa chỉ 192.168.4.1. Nhập chính xác từng ký tự viết hoa, viết thường, Wi-Fi và mật khẩu. Dán mã token lại và gửi đi. Chờ mạch tự động reset, bạn vào lại Wi-Fi nhà mình và app Blink, vậy là đã kết nối xong. Nhiệt độ phòng sẽ được báo về máy, hiện tại đang là 28 độ C. Nếu muốn reset mạch trở về như lúc mới mua, bạn có thể bấm nhiều lần vào vị trí này. Đây là mình đã kết nối xong và điều khiển.
Bên cạnh nhiệt độ phòng thì bạn có thể thấy các led báo relay trạng thái cũng sẽ được gửi về app để quản lý. Như đã nói ở trên, với bộ nhiệt độ độ ẩm ND03 chỉ khác ở cảm biến, DHT11 sẽ cho kiểm soát nhiệt độ từ giải 0 đến 50 độ C và độ ẩm từ 20 đến 95%. Cũng sẽ có tờ hướng dẫn sử dụng và lưu ý mã QR ở trong đây nhé. Cách kết nối điều khiển sản phẩm này hoàn toàn tương tự như mình đã giới thiệu ở trên. Và một điểm cuối cùng mình muốn lưu ý, khi các bạn thao tác kết nối sai, hãy nhấn giữ nút xóa EP rồi nhấn một lần nút reset. Chờ led xanh báo nháy liên tục thì bạn thả nút EP ra. Chờ một lúc mảnh sẽ trở về như khi bạn mới mua về và bạn thực hiện kết nối lại như ban đầu mình đã hướng dẫn trên. Nếu bạn chưa rõ cái kết nối tải với relay, có thể tham khảo cái kết nối sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.